Nếu mà bỏ anh ở chỗ nào anh vẫn đi về nhà được hả? Về nhà được bình thường. À, có cần hỏi không? Khỏi. Khỏi hỏi luôn hả? Dạ, bây giờ đây xuống Tinh Biên là tôi đi mình, mặt điên về điên ơn luôn. Mấy cây củi bự bự này anh cưa luôn hả Núc? Tôi làm ơn nè chứ không ai làm. Tôi tự làm luôn nè, cái ghế này tôi cũng đóng được mà, cái xe đẩy đó tôi cũng đóng luôn đó. Ồ, cái ghế này anh đóng à, khoan cho khán giả xem sao mà anh đóng được ghế hay vậy đó. Dạ, cái này tôi đóng luôn nè. Còn cái xe đẩy tôi cũng đóng luôn. Nè, mò gì nè, mò thì vũ chặt rễ này phải không? Chặt rễ này là mình cũng nhớ gì đó, mình chặt ngang gì nè. Cái này chưa chặt nữa nè, chưa xong. Thì Lê Thanh cũng có một cái quỷ nho nhỏ khi mà các mạnh thường quân nói với Lê Thanh khi mà đi quay gặp những hoàn cảnh nào khó khăn cần sự giúp đỡ. Thì chiếc số tiền này tùy duyên, muốn tùy theo cái tâm, cái duyên, muốn cho nhiêu thì cho. Thì Lê Thanh sẽ đọc tên các mạnh thường quân đã gửi cho Lê Thanh. Thì Lê Thanh sẽ gửi đến gia đình anh Út để trợ một cái phần nào đó để cho anh Út bớt đi gánh nặng. Chào khán giả, hôm nay đã quay trở lại kênh YouTube của An Giang Lê Thanh. Thì hôm nay Lê Thanh có tìm đến chỗ gia đình của anh Út. Anh Út thì ở đây bà con gọi anh Út mù, nhưng anh có cái biệt tài là mù như trong tâm anh Út rất là sáng. Đó. Thì vừa rồi Lê Thanh có xem trên mạng là biết được anh Út có những cái tài là đi kéo xe đẩy đi đường rất là xa mà đi kiếm củi để về đốt than. Thì hôm nay Lê Thanh có tìm đến chỗ Út thì Lê Thanh cũng mời khán giả cùng gặp gỡ và giao lưu trò chuyện với anh Út. Sau đó Lê Thanh sẽ tìm hiểu và để chia sẻ chút ít tiền của các mạnh thường quân gửi đến giúp đỡ anh Út trong cái lúc khó khăn, cũng như là chia sẻ những hoàn cảnh anh Út khuyết tật như vậy mà còn phải mưu sinh. Nha, để em gắn cái mic lên cho anh Út nha. Xin chào anh Út, thì hôm nay Lê Thanh có tìm đến anh. Thì bên cạnh anh là một chiếc xe đẩy mà Lê Thanh đã từng thấy anh đã kéo ở trên đường rất là dài mà đi rất là ngay nữa. Nhưng mà cho khán giả của Lê Thanh hỏi, nhưng trong lúc mà anh không thấy như vậy mà anh đi rất là xa như vậy, rồi có khi nào anh bị lạc đường không? Dạ không, bởi vì là cái đường quen nghe chú. Dạ, mỗi lần anh đi là khoảng bao nhiêu cây số vậy anh Út? Nhưng mà theo mà cái chướng tôi đi á, thì nói chung ra nhưng mà trong huyện Tinh Biên tôi là tôi đi đường nào cũng được trơn á. Đi đường nào nói cũng trong huyện thôi. Dạ. Như nếu mà bỏ anh ở chỗ nào anh vẫn đi về nhà được hả? Về nhà được bình thường. Có cần hỏi không? Khỏi. Khỏi hỏi luôn hả? Dạ, bây giờ đây xuống Tinh Biên là tôi đi mình mặt điên về điên ơn luôn. Nhưng mà con cái hơi khó cái chỗ này. Khó cái vụ mà tránh xe cổ người ta thôi chứ còn mà cái đường tôi nhớ. Dạ. Nhưng khó là khó cái vụ xe cổ người ta khó tránh. Dạ. Rồi cho em hỏi là cái cặp mắt của anh khi mà không thấy đường là bẩm sinh hay là bị bệnh từ nhỏ gì anh? Dạ hồi đó là tôi là mẹ đẻ sanh ra là đó được 10 tuổi rồi, tôi đã ban chứ không phải là mù sinh. Là lớn rồi, 10 tuổi mới đã ban là mù. Trong cái thời đó anh cũng đã từng thấy đường rồi nhưng mà không may để bị bệnh đó ha. Thì cái thời điểm đó chắc có nghèo khổ, không có tiền chị hả? Dạ chắc có, hồi đó ông bà theo mà... Nhưng mà ông bà mà giàu có chắc tôi không có tới đến gì đâu. Nhưng mà hồi đó ông cha mẹ cũng khổ làm mướn. Dạ. Cho nên mà tới cái đời tôi cũng làm mướn luôn. Nói thật là vậy. Thì bây giờ anh mưu sinh bằng cái cách là đi kiếm củi, cưa củi, leo cây. Dạ. Lúc trước leo cây, bây giờ còn leo cây nổi không? Dạ, lúc này là yếu quá, cái giò yếu quá, yếu quá chú ơi. Còn cái sức thì được, nhưng mà cái giò nó yếu quá, yếu. Nhưng mà những anh chị em thấy đường mà leo cây rất là khó, nhưng anh không thấy mà anh leo cây rất là nguy hiểm à, đúng không? Dạ đúng vậy. Dạ. Thường ở đây lúc trưa anh leo cây là leo cây gì? Nhưng mà đó là tôi lên núi thì dụ như bà con ăn thua, bà con người ta cho cây phải không? Dạ. Như dần hương hay là bất cứ là cây gì cũng như leo được, nhưng mà cây nào tôi lấy được hàng được tôi mới lấy, còn không được thì tôi không có leo. Dần hương hoặc là cấm xê hay là trà mồng vàng, bạch đăng thì dụ vậy. Dạ. Nhưng mà em thấy là trên cái xe của anh mà để củi lên là đầy xe nặng lắm mà nhẫn khéo đi khỏe quá. Dạ cũng bình thường thôi chú, mà nhưng mà cái giò nó đi chừng khoảng 100m, 200m bắt đầu nhức phải ngồi. Dạ. Nhức ngồi bóp đi bắt đầu mới chừng nào hết nhức mới đi nữa. Dạ. Anh năm nay được nhiêu tuổi anh? Dạ 59 chú. Nhưng mà năm 9 là tôi để, còn mà năm xanh thì 1967. Dạ. Thì cái xe đẩy này để Thanh dỡ lên thử coi. Không nặng. xe không có nặng bao nhiêu nhưng mà tới có củi mới biết nặng. Có củi mới biết nặng ha. Dạ chứ còn xe không có nặng đâu. Mà anh kéo nhanh lắm hả anh? Không, từ chú chứ không có nhanh quá mà không có chậm quá. Dạ. Dạ mà đi thẳng đường luôn ha. Dạ thẳng đường luôn. Nhưng anh cảm nhận là trong tâm anh vẫn sáng ha.
Ngày ba cái đầu nghề để Lê Thanh sẽ quay. Quay một đầu nghề có đầy đủ luôn, cuốc búa có sẵn, cây cưa có sẵn. Cái là tự anh cưa luôn hả Đúc? Dạ tự cưa. Cái búa nè. Rồi anh sao mà anh biết cái cây nào mà để anh chặt vậy? Thì mò. Mò hả? Mò theo rễ gì nè, thì vũ rễ bên này. Rễ đây xuống đây là cái này qua bên này, thì cái nào nó chống chặt cái này trước, bắt đầu cái mới chặt cái này sau. Chặt có khi nào chặt hụt không? Không. Không, chặt bình thường giờ, giờ bình thường mà nhìn hơi chậm tí, chậm là cái chỗ mình không có thấy á. Còn người ta thấy đường thì chặt là cụp, còn mình á thì cũng hơi chặt, có hơi chậm chút. Dạ. Thì anh dắt vô cái cho khán giả xem cái chỗ mà anh đốt than kìa. Dạ. Anh thì anh đốt, anh thuộc ở đây là nhà thì anh thuộc là dễ rồi, còn ngoài đường mà anh nói là bỏ đâu anh cũng về được. Nhưng đống củi này của anh làm luôn hả? Dạ, đống củi này của tôi nè, cái này củi thước nè, còn cái này là củi gốc đang đốt than nè. À, mấy đó đốt than ha. Dạ, mấy cái đó đốt than nè. Đi chỗ luôn ha. Dạ. Mấy cây củi bự bự này anh cưa luôn hả Đúc? Tôi làm ơn nè chứ không ai làm. Tôi tự làm luôn nè, cái ghế này tôi cũng đóng được mà. Cái xe đẩy đó tôi cũng đóng luôn đó. Ồ, cái ghế này anh đóng à? Hoa cho khán giả xem sao mà anh đóng được ghế hay vậy đó. Dạ, cái này tôi đóng luôn nè. Còn cái xe đẩy tôi cũng đóng luôn. Chắc là từ nhỏ là khi mà lúc anh thấy đường anh đã từng thấy cái ghế rồi hả? Hay sao? Cũng là nói chung ra là thí dụ của tôi qua nhà chú. Dạ. Cái này là cái thí dụ thôi, nhưng là qua nhà chú tôi mò của chú thôi. Dạ. Mò của chú là làm sao phải không? Yeah. Cũng là mò gì nè, mò trên mò xuống vậy đó, rồi cô chú làm sao tới cái này làm sao, bắt đầu mò tới cái này mình không có nói rồi. Cái này cái thua tay mình thôi, còn cái này nè ăn thua ở cái chân làm sao, mấy phân gì đó là lấy cái tất, là tôi lấy tay tôi đo gì nè. Bao nhiêu một tất, tất hai vậy đó, tôi lấy cái tay tôi đo gì nè chứ không có thức tất. Vậy đó. Còn thì vũ cái móng này là tôi lấy cái tay tôi đại gì nè đó, phải không? Đã vậy là bắt đầu đo móng cái này, đục cái này một miếng, rồi đục qua đây cái này đục ngay miếng, bắt đầu tôi nhớ đó. Đó vậy đó. Tự đóng cái ghế nè. Đóng ghế xe đẩy đó là nó đóng luôn. Dạ, tôi đóng ơn nè chú. Không có mướn ai, không có mướn mà không có mượn luôn nữa. Cái đó vợ chú hay vậy? Trước mặt nè phải. Dạ, vợ tôi vậy. Vợ chú hả? Thường đi với chú đi kiếm củi đó ha. Đi kiếm củi mà đi chặt ba cái nhánh nhỏ. Lên xe về đi không có nổi. Đi đau hay đau. Cái chỗ đốt than của chú đâu chú? Là cái hầm than, nhưng mà bây giờ có cái hầm không với chứ than dở ngày qua phải được ngày qua thì êm quá êm này. Nè, củi của anh nè, củi này cũng tự anh làm, tự anh đem về nè. Đó, gọc lớn lớn đó. Lớn quá rồi làm sao anh khiêng lên nổi? Cái này là thì vũ anh cưa sẵn rồi, bắt đầu mướn anh em thì vũ người ta đi ngang quen đó. Nghe cái tiếng xe người ta nói chú ơi anh ơi tiếp tôi miếng thì ta gần liền à. Việt Nam gì cũng tiếp nữa, nói người dân tộc, người mấy Việt Nam cái này là cái anh tự cưa hết á. Từ tôi làm ơn không à chú? Mò thôi thấy. Dạ, mò vậy đó. Nè, mò gì nè, mò thì vũ chắc rễ này phải không? Chắc rễ này là mình cũng nhớ gì đó, mình chặt ngang gì nè. Cái này chưa chặt nữa nè, chưa xong nè. Là cái hố mà để than là ngoài đó anh Đúc. Dạ, cái hầm than ở bên đây nè chú. Hầm than là ở bên đây nè. Cái này là có củi không à, còn đây là hầm than mà nhìn than thì dở rồi. Đó, hầm than của anh ở đây nè. Đó, hầm than là hầm than đất chứ đâu phải là hầm than của kêu người ta sấy, còn cái này là hầm than đất. Đó, hầm than của anh nè. Mỗi lần ấy mình đào xuống đó mình đốt ha. Dạ, mình moi cái này nè, bưới cho nó sạch sẽ ba cái rác này nè. Bởi vì sắp xếp cái rác này bắt đầu mới là đau lên. Bắt đầu mới chắc củi lên phần đó. Đại cây gì nè, đại cây xui xui gì nè, đại cây xanh quanh gì đó, 90 cây gì đó, đại xanh quanh cái hầm gì nè. Tại anh sắp luôn hả? Tôi sắp luôn. Yeah. Nhưng mà bây giờ nó củi chưa xong, không biết sắp sao, chưa coi nữa. Vì củi chưa có xong á. Hiện giờ chưa xong nữa, cho nên chưa sắp cho coi được ha. Dạ, chưa sắp cho coi được. Đó. Bên kia cơ cây hơi hồn. Trời nói gì, hoàn cảnh cũng khổ chú ơi. Chứ mình nói chung ra, từ sanh cha sanh mẹ đẻ mà tới bây giờ không có cục đất mà chim nó thật. Từ mồ hôi nước mắt tôi, từ táo nó ra không à. Đó mình phê nghe chú. Nhưng mình nói mình sao mình nói vậy. Dạ. Tự như thường thường những anh chị em mà không thấy đường thì cũng có người thì lo. Cũng đỡ rất giả. Thì con cái anh đông không đúng? Dạ con thì sao đứa, nhưng mà bây giờ tư riêng hết rồi. Có mình tôi nuôi một
Tôi là nuôi bà già nữa, một mình tôi vậy mà nuôi bà già nữa. Bà già nghe nói mù đó hả? Dạ bà cũng mù nhưng mà bây giờ nước ta mổ tiếp cho là miễn phí, người ta cho bà thấy đường rồi. Dạ. Chứ hồi đó tôi nuôi bà mấy năm luôn á. Hiện giờ mẹ có nước nhiêu tuổi rồi? Bà là năm sanh á thì 1932, còn mà cái tôi để của bà là 86 tuổi. 86 tuổi hả? Dạ là tôi để, còn mà năm sanh là 1932. Dạ. Mà hiện giờ anh kia ồn quá, để tắt chút xíu. Dạ thì nãy giờ ở ngoài kia thì bà con cắt cây ồn quá cho nên cũng không có quay được nhiều. Thì được tìm hiểu đến chỗ gia đình anh Út thì anh không được khỏe nhưng mà anh có một cái nghị lực rất là phi thường. Cũng phải đi kiếm củi để lo cho gia đình. Bên cạnh đó cũng có nuôi mẹ già, vợ, nhưng con cái thì riêng tư rồi, cũng khổ ở xa, xa có gần có thì hiện giờ trong gia đình như vậy. Thì hôm nay Lê Thanh đến thì cũng không có quay được cái cảnh anh Út mà đi kiếm củi hoặc là đẩy xe trên đường như thế nào. Thì hy vọng những clip sau thì Lê Thanh có đến thì sẽ quay cho khán giả xem. Thì trước mắt Lê Thanh cũng có tìm hiểu như là cái cuộc sống của anh Út cũng khó khăn mà có nghị lực. Thì Lê Thanh cũng chia sẻ chút ít tiền của Mạnh Thường Quân để gửi đến anh Út để cho bớt đi cái gánh nặng trong gia đình. Chia sẻ với anh Út số tiền nhỏ nhỏ thì Lê Thanh cũng nãy giờ cũng có chuẩn bị. Thì Lê Thanh cũng có một cái quỹ nho nhỏ khi mà các Mạnh Thường Quân nói với Lê Thanh khi mà đi quay gặp những hoàn cảnh nào khó khăn cần sự giúp đỡ. Thì chiếc số tiền này tùy duyên, muốn tùy theo cái tâm, cái duyên, muốn cho nhiêu thì cho. Thì Lê Thanh sẽ đọc tên các Mạnh Thường Quân đã gửi cho Lê Thanh. Thì Lê Thanh sẽ gửi đến gia đình anh Út để trợ một cái phần nào đó để cho anh Út bớt đi gánh nặng nha. Đó là cô chủ Bắc Tình 500, chị Minh 500, Phú Nguyễn 500, Phật tử Hiền Ngọc Văn Đòn 200, Gia Lô Phước 500, cô Lệ Trần Thủy Trần 500, Ngô Hải 500, chị Kim Quy 200, Thị Linh ở nước Úc 500, Linh Đa Giang 200, Đoàn Hùng 200, cô Lệ Đồng Nai 500, ông Hải, bà Hải 500, chị Ẩn Danh ở Sóc Trăng 200, em Lia ở Vũng Tàu 500, Quỳnh Thị Gái 200. Thì số tiền Lê Thanh đang cầm trên tay là 6.2 triệu. Thì 6.2 triệu này Lê Thanh gửi đến gia đình của anh Út. Dạ, Lê Thanh gửi anh 6.2 triệu của các Mạnh Thường Quân. Dạ, là cháu chú với cháu các mà bà con, nhưng không có gì vui hơn cũng chúc mừng cho tất khán giả, cho mà bà con cho vui vẻ là năm mới này. Cho mừng ăn phát đạt phát tài, may mắn gặp trên là trên thửng như hòa. Dạ cảm ơn. Dạ thì có số tiền này anh Út lo cho gia đình ha, cơm gạo này kia cũng bớt đi cái sự mà đi kiếm củi một phần nào đó. Dạ. Thì được biết là anh Út rất là vất vả, tại vì anh đã mù rồi nhưng phải lo cho gia đình, bên đó có mẹ già, vợ đó. Nên thường thường những cái tuổi của anh Út nhưng là với bệnh như thế này thì ít có ai đi làm được những cái sự việc đó lắm. Nhưng mà thấy anh Út thì có một cái nghị lực khác thường, cái tâm anh Út rất là sáng, cho nên Lê Thanh cũng đến để chia sẻ chút ít tiền này với anh Út. Dạ, anh cũng là chào chú với phần là cũng mừng, cũng là chúc mừng cho chú. May mắn cho mình ăn phát đạt phát tài năm mới này, cho vui vẻ tất cả gia đình. Là để số của tiền một phần số là sao 2 triệu phải không? Dạ, 6.2 triệu. Dạ dạ, thì anh cũng mang ơn là từ chú bước gì chào phú xuống tới đây. Anh cũng rất là mang ơn chú, với hoặc là một là chú, hai là dừng 10 đó. Vợ chồng nó luôn. Cảm ơn tất cả anh em. Rồi xin chào. Thôi chào gia đình nha. Lê Thanh cũng hẹn khán giả những video tiếp theo về những câu chuyện tâm linh hoặc là đi giúp bà con nghèo khổ, chia sẻ chút ít tiền của các Mạnh Thường Quân để cho
bà con bớt đi cái gánh nặng. Lê Thanh cũng hẹn khán giả những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào gia đình nha. Dạ, chào chú. Dạ. Nếu các bạn cảm thấy video mình hay, hãy bấm like, bấm đăng ký, bấm chuông để được theo dõi những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào và hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo.